Nước uống Resveratrol từ nho Peony sản xuất tại đảo Okayama của Nhật Bản được bổ sung thêm collagen của công ty Gold Health and Beauty sẽ mang đến lợi ích cho hệ tim mạch, chống lão hóa, chống oxy hóa, hạ cholesterol, tăng việc duy trì nước và độ ẩm cho da. Tăng cường sức khỏe ở tuổi 50, cảm giác như 40.